Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là nhiệm vụ rất quan trọng, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng phát triển của Đảng. Tại thành phố Đà Nẵng, công tác này đã được Thành ủy, Ủy ban nhân dân chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đồng bộ từ thành phố đến tận các cấp ủy, đảng bộ, chi bộ địa phương. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ thông tin, khả năng tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn đã khiến công tác này gặp nhiều thách thức, đòi hỏi sự chung tay vào cuộc của mọi tầng lớp nhân dân. Trong thời gian qua, khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cả thành phố đang căng mình chống dịch, lại xuất hiện một số tài khoản trên mạng xã hội. Vì nhiều lý do, đã không ngần ngại đăng tải chia sẻ những thông tin sai trái, chưa được kiểm chứng về tình hình dịch bệnh, khiến cộng đồng mạng vô cùng lo lắng. Phủ nhận những nỗ lực của chính quyền cao cấp. Tất cả những trường hợp này, Công an thành phố Đà Nẵng đều có sự phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, ngăn chặn và có hướng xử lý, răn đe kịp thời. Người dân mà vô tình thì chúng ta là nhắc nhở là chủ yếu, người ta vô tình. Còn những cái trường hợp mà cố ý thì xử lý theo cái biện pháp hành chính như tôi nói, và thậm chí gửi cái hồ sơ đến cơ quan của người đó, nếu mà người đó làm trong cái cơ quan nhà nước hoặc là cái một cơ quan tổ chức nào đó, để mà cơ quan đó tiếp tục xử lý. Năm 2020, Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch của thành phố Đà Nẵng, gọi tắt là Ban chỉ đạo 35 và nhóm chuyên gia thành phố đã chủ động có các biện pháp nắm chắc tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp nảy sinh, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều bài viết tuyên truyền, đấu tranh phản bác trên mạng xã hội đã định hướng được dư luận, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Cùng với cái hệ thống ban chỉ đạo 35 cả nước, chúng ta cũng tham gia tích cực phối hợp với các lực lượng khác ở các địa phương, các cơ quan đơn vị của trung ương để chúng ta góp phần là đấu tranh ngăn chặn, nhất là cái việc xóa bỏ, gỡ những thông tin độc hại trên Facebook và các cái trang mạng xã hội khác. Từ đó, với cái tinh thần là lấy cái đẹp dẹp cái xấu, thì chúng ta có được cái việc là những cái kết quả, những cái thành tựu phát triển của đất nước, của thành phố trong cái thời gian vừa qua. Những cái thông tin mang tính là động lực phát triển, những cái cảm hứng trong phát triển của đất nước, của thành phố ở trong cái thời gian đấy cũng được đăng tải cơ bản là kịp thời và tương đối là chính thống, để chúng ta có cái lượng thông tin và để cho cái lực lượng mà cán bộ chúng ta ở cơ sở có đầy đủ thông tin để đấu tranh phản bác với các cái thế lực, các cái đối tượng cơ hội chính trị. Thời gian tới, Ban chỉ đạo 35 thành phố sẽ đẩy nhanh việc tích hợp thông tin thông qua hệ thống Internet để sớm có những dự báo đề xuất cho Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời có hướng chỉ đạo với những vấn đề liên quan đến thông tin độc hại, quan điểm sai trái thù địch, giúp Ban chỉ đạo 35, các địa phương, đơn vị có biện pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và hướng đến sự phát triển an toàn của thành phố.